Chiều ngày 23 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã ban hành công văn số 3468 về việc chấn chỉnh việc thực hiện chuyển trường cho học sinh. Công văn nêu rõ, thời gian gần đây, một vài trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhất là các trường trung học phổ thông ở thành phố Thanh Hóa, các huyện giáp danh đã để xảy ra việc chuyển trường cho học sinh trung học phổ thông chưa đảm bảo tất cả các quy định về chuyển trường. Theo đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các nhà trường trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc việc chuyển trường, tiếp nhận học sinh tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông theo văn bản hợp nhất số 07 ngày 3 tháng 8 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện quy định về thủ tục chuyển trường, trong đó trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường là hướng dẫn thủ tục hồ sơ chuyển trường cho học sinh hiệu trưởng trường nơi đến chịu trách nhiệm chính trong việc tiếp nhận xem xét hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ chính đáng của hồ sơ quyết định việc tiếp nhận hay không tiếp nhận học sinh đối với học sinh trung học cơ sở việc chuyển trường trong cùng tỉnh thành phố thì hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ xem xét giải quyết theo quy định trường hợp chuyển trường đến từ tỉnh thành phố khác thì phòng giáo dục và đào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra Đối với học sinh trung học phổ thông, việc chuyển trường trong cùng tỉnh thành phố thì hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ xem xét giải quyết theo quy định. Riêng đối với việc chuyển trường cho học sinh trung học phổ thông công lập từ các huyện thị xã thành phố về thành phố Thanh Hóa và giữa các trường trung học phổ thông công lập tại thành phố Thanh Hóa với nhau thì thực hiện theo quy định tại công văn số 59 ngày 11 tháng 1 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp chuyển trường đến từ tỉnh thành phố khác thì Sở Giáo dục và Đào tạo là nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các nhà trường thực hiện báo cáo tình hình chuyển trường và tiếp nhận học sinh về phòng giáo dục và đào tạo. Đối với cấp trung học cơ sở và văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo đối với cấp trung học phổ thông vào hai thời điểm sau khi kết thúc học kỳ 1 và kết thúc năm học.